Đã 11 năm kể từ khi chương trình Running Man phiên bản Hàn lên sóng, cẩu lương của cặp đôi Spark Ace không bao giờ khiến cho dân tình thất vọng. Mới đây, ngay trong tập 570 Running Man, Kim Song Kook và Song Ji Hyo đã khiến người hâm mộ quán quéo vì phút giây lỡ lời nhưng cực đáng đồng tiền bát gạo. Khoảnh khắc này càng trở nên đặc biệt hơn khi có sự khuếch đại nhiệt tình từ thuyền trưởng Haha và thuyền phó mới nổi Jang Se-chan. Cụ thể, khi hướng dẫn Ji Hyo nhảy qua rào, Song Kook đã nói, "Em phải chạy rồi nhảy như cách em nằm trên giường anh ấy." Vừa dứt lời, Yoo Jae-suk bên cạnh nhắc lại, giường của anh. Khi phát hiện ra mình nói hớ, thì anh hổ đã không còn đường lui. Thấy thời cơ đã đến, Haha bật dậy cùng Se-chan nhảy múa và vui vẻ hát lời bài Hush của Dong Bae-suk. Anh muốn được trở thành chiếc giường ấm áp trong căn phòng nhỏ bé của em, dù chỉ một ngày thôi, khiến Song Kook và CEO ngượng ngùng không nói thành lời. Được nước lấn tới, Haha càng lầy lội hơn. Anh hướng dẫn Song Kook nên nằm trên giường, giơ một cánh tay để đỡ lấy CEO và nhận lại một pha hết hồn khi dẫn nhây với người năng lực. Cách đây không lâu, buổi họp fan của show Running Man diễn ra dưới hình thức online và được phát trực tiếp qua TikTok Live. Sự kiện quy tụ các thành viên Running Man gồm Ji Seop Jin, Kim Song Kook, Haha, Song Ji Hyo, Jeon Soo Min và Jang Se-chan. Yoo Jae-suk đành lỡ hẹn với người hâm mộ do không thể sắp xếp được lịch trình. Dù vậy, những ngôi sao còn lại của Running Man vẫn có sự tương tác rất tốt với nhau và phần nào lấp được chỗ trống ngoài ý muốn của Yoo Jae-suk. Đặc biệt, phản ứng hóa học của Kim Song Kook và Song Ji Hyo gây chú ý tại fan meeting Running Man lần này. Cả hai không có tiết mục biểu diễn riêng cùng nhau, nhưng vẫn trở thành tâm điểm chương trình bởi nhiều khoảnh khắc đứng gần và trao cho đối phương những cử chỉ rất tình cảm ngay trên sân khấu. Điển hình như lúc Song Ji Hyo chủ động chỉnh lại trang phục cho Kim Song Kook. Người xem cũng khẳng định, nam ca sĩ dường như rất thoải mái khi mỹ nhân 8X công khai giúp anh sửa lại quần áo. Nhiều khán giả phấn khích và cho rằng Kim Song Kook cùng Song Ji Hyo sánh vai bên nhau trông rất đáng yêu xứng đôi. Do đó, fan Running Man cũng hy vọng cả hai có thể nên duyên thật ngoài đời. Đẹp đôi quá, hai anh chị cưới nhau luôn đi, một bình luận được nhiều lượt tán thành. Ngoài ra, nhan sắc rạng rỡ của Song Ji Hyo ở tuổi 40 tại fan meeting Running Man cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nữ diễn viên khoe nhan sắc xinh xắn, đẹp không góc chết và có chút ngơ đáng yêu khi thực hiện những vũ đạo nóng bỏng. Trong khi đó, Kim Song Kook chinh phục được người hâm mộ bằng chất giọng ngọt ngào quen thuộc. Các thành viên khác cũng đem đến những màn trình diễn ấn tượng. Ji Seop Jin, Kim Song Kook, Haha, Song Ji Hyo, Jeon Soo Min và Jang Se-chan khiến fan dở khóc dở cười với các trò chơi thú vị. Trong suốt buổi fan meeting, dàn sao cũng liên tục gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của người hâm mộ dành cho chương trình từ khắp nơi trên thế giới. Được biết, cách đây không lâu, trong cuộc phỏng vấn để quảng bá bộ phim The Witch Diner gần đây, Song Ji Hyo đã có động thái phủ nhận phủ phàng khiến netizen sốc nặng. Mở ngố đã làm rõ về mối quan hệ của cô và anh hổ. Theo đó, những love line của cặp đôi đều từ trêu chọc mà thành, chứ không phải do họ có tình cảm với nhau. Vì mọi người đều trêu chọc anh ấy nên tôi cũng bị kéo vào theo. Trước đây tôi cũng hơi khó chịu với những màn love line và tự hỏi liệu chuyện đó có đúng hay không. Tôi không biết phải trả lời thế nào mỗi lần bị trêu nên đã rất căng thẳng. Nhưng bây giờ thì tôi đã thoải mái hơn khi nói về chuyện này. Tôi nghĩ rằng phản ứng hóa học giữa các thành viên cũng rất tốt và những buổi ghi hình đều rất vui vẻ. Các thành viên thân thiết với nhau hơn và ngày càng vui vẻ. Giờ đây, tôi thoải mái hơn trong việc tận hưởng trò đùa và còn trêu chọc lại Kim Song Kook. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn, nhưng đương nhiên, chuyện love line là không có thật. Câu trả lời của Song Ji Hyo khiến fan không khỏi hụt hẫng vì cặp đôi mình đẩy thuyền bấy lâu lại không hề hẹn hò. Song Ji Hyo cũng tiếp tục trải lòng về việc là thành viên Running Man trong suốt 11 năm qua. Running Man thực sự trở thành một phần cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu tham gia chương trình năm 30 tuổi. Giờ đây tôi 41 rồi. Tôi đã dành toàn bộ tuổi 30 cho chương trình, sống với tư cách thành viên Running Man trong 1/4 cuộc đời. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục tham gia Running Man như hiện tại. Đó là điều tôi muốn. Nếu tôi không tham gia chương trình, tôi cảm thấy mất đi một phần con người mình. Trước những chia sẻ của CEO, fan vẫn quyết tâm không xuống thuyền, dù biết mối quan hệ của Spark Ace chỉ là đồng nghiệp như người thân trong gia đình.